rằng nếu muốn thành công trong cuộc sống thì phải tin vào bản thân mình. Chúng ta phải có niềm tin vào chính mình, tin vào bản chất của mình, bởi vì niềm tin bên trong sẽ tạo ra những kết quả bên ngoài. Không dễ dàng đánh mất niềm tin vào chính mình khi gặp phải thất bại. Có người thành công, có người từ bỏ như một cách sống ngay khi gặp phải những trở ngại đầu tiên. Một trong những nguyên nhân chính của việc này đó là họ không học tin vào bản thân được. Sự và tổ quay về đồ độc đạo chỉ trên
Phiệm, lâu rồi chưa gặp. Hãy cực quyền chỉ truyền cho đệ tử. Thái cực xin lượng nghi. Thái cực nguyện chỉ quyền cho đệ tử nhập võ sư căn bản tâm không loạn. Ta dựa vào thanh thế của đệ tử võ đan. Thank you.
Thank you.
bạn để nhận thưởng. Mở hộp thưởng sẽ có niềm nhân nhận. Thank you.
thân xác này đi, sống có gì vui, chết có gì buồn, hỷ lạc bi sầu đều trở về cát bụi. Lại đây. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Đại trưởng phu thấy chuyện họ làm đâu. Anh vừa tháng bốn, trả lại tha sơn cho ta. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
quang minh cố.
Ta đây, nơi nào chẳng là như cũ. Thiên hạ đây, nơi nào chẳng là như cũ. Tiêu đầu của ta, đao kiếm như kiếm của kiếm thiên hạ. Shut up!
xem lên.
Hải thượng phù thấy thiên hỏa âm đây. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.